dự án đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Chơn Thành và dự án xây dựng đường vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh đoạn qua Thủ Biên, sông Sài Gòn giai đoạn 1 vừa được tỉnh Bình Dương thống nhất triển khai. Đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Chơn Thành đi qua 3 tỉnh thành phố là Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và Bình Phước. Tuyến đường có chiều dài hơn 60 km, đoạn từ đường vành đai 3 đến tỉnh Bình Phước với quy mô 6 làn xe, 2 làn dừng khẩn cấp. Trong đó, phần lớn tuyến đường này đi qua tỉnh Bình Dương với khoảng hơn 53 km. Tổng mức đầu tư dự kiến đoạn qua tỉnh Bình Dương khoảng hơn 16.000 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành trước năm 2030. Đường vành đai 4 là tuyến đường cao tốc nối Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh trong Đông Nam Bộ. Toàn tuyến có chiều dài khoảng 200 km. Dự án đi qua địa bàn 5 địa phương gồm Thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu. Đoạn qua tỉnh Bình Dương bắt đầu từ đầu cầu Thủ Biên thuộc xã Thường Tân, huyện Bắc Tân Uyên đến xã An Tây, thị xã Bến Cát với tổng chiều dài gần 48 km. Trong giai đoạn đầu sẽ đầu tư 4 làn cao tốc hoàn chỉnh với thiết kế 100 km một giờ, nhưng đầu tư giải phóng mặt bằng sẽ có quy mô 8 làn cao tốc. Dự án này có tổng kinh phí dự kiến hơn 18.200 tỷ đồng, chưa bao gồm lãi vay. Dự kiến thời gian thực hiện từ năm 2023 đến năm 2026. Hai tuyến đường này khi hoàn thành, trước mắt sẽ giảm áp lực giao thông cho các tuyến đường hiện hữu. Về tương lai, hai tuyến đường này mang ý nghĩa kết nối vùng, thúc đẩy kinh tế Đông Nam Bộ bứt phá mạnh mẽ.